Con xuân này không khác xuân xưa, dầu mai năm trước năm nay cũng xài hoài, rửa tới không mà xài vậy đó. Ba có hai mũ này tốt ghê ha, cũng cũ. Còn cái thằng dịch vật này cái gì mà giờ này chưa về đi buôn bán rồi không biết đi tán gái nữa rồi à? Mày đi đâu sáng giờ mày không về, có mình tao làm không à? Để giải quyết hết cái cây kẹo đi. Mày không về mày không phụ gì hết trơn, trời cứ sáng là cứ mở mắt là cứ đi tào lao hoài. Trời ơi, cái gì mới về kẹo tới nhà? Trưa nay nó chảy là ở nhà là ăn kẹo luôn, khỏi ăn cơm mà nghe. Mày khỏi đi bán nữa. Dẹp ba cái vụ kẹo kéo này mày ơi, trời nói chuyện đó bây giờ trở về quá khứ rồi. Cái gì mình quá khứ? Sắp đổi đời nè. Đâu? Sắp buộc mày mới đi bán kẹo kéo vậy hả? Đâu có, chờ mày về. Tao vậy? Hát mà mày đứng mày kéo chứ mày biết cái nghề nó vậy rồi. Mình tao sao tao kéo? Vừa thôi, hát vừa kéo sao được? Thôi. Sao vậy? Không có cái vụ mà tao mày ra chợ bán kẹo kéo nữa. Đi làm gì ăn? Vô mình lớn. Vô hả? Ừ. Vô không? Tao kể mày nghe. Mày làm tao nôn quá mày. Thiệt, trời ơi. Tự nhiên buổi sáng nay mày làm gì không khí thấy làm như có Tết rồi đó mày. Chưa Tết mà tao thấy mày có Tết rồi đó nghe. Sao? Tới nơi đi. Nó tao nghe tao nôn quá. Vô bánh lớn. Bánh gì? Nói đại đi mày. Mày đi bắt bánh gì? Buổi sáng á. Có cái công ty nào đặt mấy ngàn cái kẹo không? Dám đâu. Tự nhiên cái công ty đặt kẹo kéo ăn Tết hả? Ai biết gì ta cho nhân viên. Không có. Cái bánh quà tặng. Bánh lớn lắm. Bánh gì nói này? Hồi sáng là dậy sớm á, ta ra ngoài chợ mà tình cờ quen được cô bé rất là dễ thương. Mà nhà giàu, ta nhìn nó biết nhà giá là nhà giàu rồi. Nhà nó chắc là giàu lắm phải không? Thôi, tao nổ liền, tao thấy nó dồm dồm, chớp mắt tao là biết nó cỡ tao. Tao nổ liền. Rồi sao? Tao bước qua, tao giới thiệu liền. Tao nói tao là bác sĩ, là ca sĩ. Ca sĩ? Ca sĩ, đang lên thôi. Đang lên? Đang lên thôi chứ chưa lên hẳn. Đang chờ lăn xê. Đó, tại tao thấy nó kết nghệ thuật mà tao nổ liền. Ca sĩ đang lên rồi. Thành ra anh hiện tại anh đang hát mấy cái tụ điểm này kia các thứ đó. Khán giả ái mộ anh dữ lắm. Cái tao nổ thêm nữa. Rồi sao? Tao nói em biết không, cái nghề chánh là nghề ca sĩ. Nhưng mà cái nghề phụ mà anh đang ở ngồi ghế nhà trường là bác sĩ. Chuẩn bị hết năm nay là ra trường làm bác sĩ. Kim bác sĩ luôn. Hay quá. Đó, tao vừa cái chỗ mà lăn xê này kia để tên tuổi mình lên đó. Rồi dựa vô cái vụ mà ra trường là mở phòng mạch. Tao mới nói anh cần cái khoản số vốn là khoảng là khoảng 10.000 đô à 20.000 đô gì đó. Tao gài liền. Cái nhỏ nói tưởng bao nhiêu chứ cái chuyện là chuyện nhỏ đối với em. Sao mới kết mà nó đưa tiền mà này có bị thần kinh không? Mình nghĩ sao vậy mày ngó dằn dán tao đi. Mày thì nếu mày vô được cái máu này là mình đỡ khổ. Chứ sao? Nó mái mày phải không? Ừ. Nhưng mà nó nói cái miệng thôi rồi nó có cho mày mượn tiền là mở phòng mạch với mày mở phòng thu không? Có. Hả? Trời ơi. Nhiều lắm mày ơi. Nó nói nếu mà anh cần tiền để mà lăn xê cái tên tuổi anh lên á, cần cái phòng mạch để anh khám bệnh á, em sẽ đưa cho anh mượn đỡ khoảng 40-50 ngàn đô. Trời ơi, con này nó không phải là người thường rồi. Tự nhiên nó gặp giữa đường mà nó dám đưa 40 ngàn đô. Mày đừng có lấy nhiều, mày lấy 4 ngàn thôi là chút nữa tao giục cây kẹo kéo rồi, tao không có bán nữa đâu. Gần Tết rồi tôi phải về với trong nhà nữa chứ. Mày lấy 4 ngàn thôi, đừng có đồ nhiều, còn nhiều khi nó không có tiền nó đưa. Đưa rồi đưa mình 40-50 ngàn đô mà mày nói đưa 4 ngàn, mình ngu có gì thối nợ cho nó hả? Con nhiều lấy nhiều đi. Quên, tao nói cho mày nghe nè. Cái vụ mà người ta nhắc tới ca sĩ á là ngay tuổi nó liền. Mày biết thần tượng của nó là ca sĩ nào không? Nó thích ca sĩ à? Ừ. Nó phải ai à? Lam Trường. Lam Trường ai cũng phải. Rồi Dân Trường. Tao phải Dân Trường. Rồi Đan Trường. Mày thích gì Đan Trường? Tao quê cái tao nổ luôn. Tao nói anh hơn cái Trường nữa nữa. Mày nói mày cũng Trường luôn. Ừ. Cái gì Trường? Dồi Trường. Đặt cái tên gì sáng chưa ăn rồi tao nghe muốn mửa rồi. Mày hết tên đặt rồi hả? Ủa chứ cái tên nó không có kêu, không có nổi tiếng hả? Nổi gì? Tên gì thấp chủng à? Chứ ý mày sao? Đặt tên cao cao chút đi. Tự nhiên đặt. Ngồi quá. Ca sĩ gì nghe tên là tao hết muốn thu rồi. Trời ơi. Bây giờ mày quân sư cho tao đi. Bây giờ đặt cái nghệ danh nào mà tao có thể tao nổi tiếng lên được. Nổi hả? Ừ. Bây giờ là mày muốn đặt cái tên cho nó nổi phải không? Ừ. Tên nổi. Tên nổi gì, thì thiếu gì tên? Tên gì? Mày để coi giờ mày thích có bao nhiêu tên. Thường thường nghệ danh hay là 4 chữ. Nếu mà không công 4 chữ, bây giờ mình 3 chữ thôi. 3 chữ. Đặt sao miễn cho nó phù hợp với lỗ tai được rồi. Khán giả người ta nhớ được rồi. Nhưng mà cái tên phải mạnh, phải kêu nha. Để tôi coi tên nhiều lắm, để coi nè. Đàm, Hưng, ví dụ không rồi. Ê, đặt tên này đi. Tên gì? Lấy hồ quách đi. Quách hả? Quách đi cho nó sáng. Rồi, thử đi quách. Quách gì? Hưng, Đàm, Vĩnh, Ba, Tiên. Dài hơn nó đi. Rồi. Cho mày nổi lẹ hơn nó một chút. Rồi. Mày để quách
Quách Hải Thọ Đường. Quách Hải Thọ Đường. Đường. Tên này hay à, tên này mày thấy không? Nó không được hả? Mày tên này bảo đảm mày, mấy cái nhà hát mày đừng có hát. Mày không hát được. Nhà kế bên nhà hát á. À? Nhà cũng nhà mà nhà tăng lại. Tự nhiên tên nghệ sĩ mày đặt cho tao có tên nghĩa danh vậy sao tao lên được? Chứ giờ đặt tự nhiên cái nhà khó lắm, tăng lễ à. Thì để lên đi đặt sau đi, vậy đi ha. Vậy nó tới đi, mày muốn giới thiệu cái gì cũng được hết trơn á trời á. Vậy hả? Ừ, nó album gì nào có album là biết tên, giờ chưa đặt tên đâu. Vậy có gì sau này lên ra album rồi cái mày đặt tên cho tao. Đặt điên, cái đó mà cúng rồi mày đặt cái sao ha. Tao nổi tiếng là tao không quên ơn mày đâu. Quên sao được. Thôi. Bây giờ còn chuyện gì nữa. Sao? Hồi sáng nó có nói tao, tại vì tao nổ tao ca sĩ á, nó nói vậy á, em qua đó, rồi cái anh hát cho em nghe, rồi cái em gửi tiền cho anh luôn. Đó, khó khăn ở chỗ này. Hát mới đưa tiền hả? Tao nhiều lúc tao thấy mày... Nó chắc màu xô quá. Hát tao cũng không biết nữa. Nhưng mà vậy, tao nhiều lúc tao thấy mày rửa chén, mày giặt đồ, mày cũng ca nghiêu ngao rồi hay lắm. Bây giờ nó tao qua. Tao thì cái chuyện ngành tao kéo là tao ca là số 1 rồi, mày nghiêu ngao cái gì? Bởi vậy tao mới dám tao hứa chứ. Ừ. Bây giờ vậy, khó khăn ở chỗ này. Nếu nó qua đây, nó yêu cầu tao hát, rồi tao không có lý do gì từ chối được. Đúng. Mày giúp tao. Tao làm gì? Mày ngay kẹt cũ nè. Ừ. Mày hát mày ca giọng ra. Mày này tao chỉ nhép miệng nó tụi tao hát. Mày ca nhép hả? Ừ. Tao ca thiệt. Ừ. Rồi cái tiền tính sao? Không cái nào đâu đó à. Bạn bè là bạn bè nha. Mày nhớ là nhà mướn á, thì cũng phải chia rồi. Tiền nhà còn điện cũng chia. Thì cái này ăn chung thì mày cũng phải chia cho rồi, tao rồi. Chứ mày nói chuyện á, tao ca thiệt mà rồi, mày chỉ rồi. Lép xin thôi. Nói chung là mày không có được hưởng bằng tao nữa. Tại vì tình bạn lấy phần nửa đi 5 năm rồi không. Không thích mà mày làm gì đâu. Không chịu thôi à. Rồi. Tao nói thiệt rồi. Sáng rồi hơi nó yếu lắm. 5 năm chia đều phải không? 5 năm. Rồi nhưng mà muốn ca cỡ nào tao ca cái đó hả? Nhưng mà với điều kiện nha. Sao? Tao á là tao biểu mày làm gì nói sao mày làm y như cái lời tao mày à. Mày muốn đài tao cỡ nào tao cũng làm miễn là có 5 năm là thôi chơi à. Chỉ có tiền ăn tết thôi chứ làm gì mà giữ vậy. Không có nhục tao, không có nhục đâu. Xong cái vụ này là mình kiếm tiền ăn tết cho vậy ha. Mày nhớ mai mốt tao có bộ thì mày cũng phải làm lại cho tao nha. Yên tâm. Vậy nó tới phải bận áo sao cho nó tốt xuân. Ừ, tao cho mượn đi, cho mượn đi mày con cái nào. Nó tới tao phải lấy le rồi ra cái phun sông của một ca sĩ sắp sửa nổi tiếng chứ. Áo này giống ca sĩ ha. Mượn đi. Tao bận áo này vô là đẹp luôn á. Mượn ha. Xong rồi dài giặt chiều đi làm ha. Rồi. Ngay như nào nó tới vậy? Chút xíu nó tới bây giờ đó. Xíu nó tới hả? Coi thử là đúng không? Đúng rồi. Mày mặc áo này đúng rồi. Đúng sao? Giống gì? Giống đào tì. Giống. Nó đẹp, tao nói chơi mà thì mày muốn làm gì mày làm đi. Còn gì nào kêu tao ra ha. Rồi. Anh Trường ơi, bác sĩ Trường ơi. Ai à? Tới rồi kìa. Tới. Nhỏ tới, con nhỏ tới. Nhỏ nào? Kìa. Nhỏ bán vé số mà nhỏ. Mỹ còn bán vé số gì thì bận đầm cam Mỹ. Nó tới rồi, bây giờ vậy. Quên nữa, tao quên dặn mày. Dặn gì? Hồi sáng tao nổ nhỏ đó. Ừ. Tao nói tao là đứa có con nuôi ở nhà. Ừ. Cái dặn mày rồi thì lát rồi mày làm con nuôi tao. Mày bạn bè mình bắt. Đó, thấy chưa? Sai hợp đồng nữa rồi thấy chưa? Hồi nãy hợp đồng sao? Năm tao năm. Nói sao mày làm vậy rồi chia 5 năm. Năm đúng năm. Chưa? Ừ thì bây giờ vậy đi. Ra đón tiếp nhỏ vô. Có 5 năm mà tao phải làm nha. Mày hạ tao tới cỡ đó đó hả? Nè. Xong vụ này là mình kiếm tiền ăn Tết chơi đó. Có không nha. Tao ráng á, tao nghe lời mày á. Ai áo kêu ngoài đó vậy? Dạ bạn bác sĩ Trường. Vô đi, cửa không có đóng. Dạ chào anh. Chào cô. Anh cho hỏi thăm đây phải nhà bác sĩ Trường không? Nó chết rồi. Hả? Bác sĩ Trường chết rồi anh? Nó đâu có Trường nào ở đây đâu. Không có thằng Trường nào ở đây hết. Nhà này không có thằng Trường. Ủa kỳ ta, anh cho em số nhà địa chỉ này mà. Địa chỉ này phải không? Dạ địa chỉ này. Bác sĩ Trường hay là ca sĩ Vội Trường? Dạ, như là vừa bác sĩ mà vừa ca sĩ đó, luôn anh. Đúng rồi, phải nói rõ ràng. Dạ. Là hai cái ngành khác nhau, bác sĩ và ca sĩ. Dạ đúng rồi. Phải không? Dạ. Phải bác Trường nói chứ gì? Dạ đúng rồi. Đang bận. Bận hả anh? Ủa ảnh bận làm gì vậy? Thu băng. Thu băng? Đang ở trong phòng thu, vừa thu vừa mổ. Hai ngành, lu bu. Cái dạ. Miệng thì ca mà cái tay mổ. Ủa, ghê vậy đó. Càng này nó giỏi. Ủa, còn anh là gì của bác sĩ vậy? Bạn đó. Anh làm ở bệnh về bên ghé nào? Thăm nó lâu quá không có ghé thăm nó. Qua wow, ở đó. Bệnh về. Ủa bên nào vậy anh? Bên cầu á. Ủa gì mệt quá đi lại thăm ai? Thăm tôi là thăm bác sĩ. Dạ không có, em cởi mở vậy thôi mà. Vậy hả? Nói chơi thôi, tôi là kỹ sư. Kỹ sư hả anh? Kỹ sư. Wow, trời em ngưỡng mộ anh quá, anh là nó kỹ sư bác sĩ luôn. Mà nó quen toàn là thứ dữ không. Dạ. Kỹ sư rồi với lại là
ca sĩ được không? Này nó quen lớn lắm. Em ngưỡng mộ hai anh quá. Anh chắc là kỹ sư điện tử hả anh? Mấy cái ngành đó tôi không có làm. Nhiễm từ. Vậy hả? Vậy chắc là kỹ sư điện toán. Không, nói điện là không làm rồi. Vậy chứ anh kỹ sư gì? Bên kiến trúc. Trời ơi. Xây dựng. Kỹ sư là bên kiến trúc xây dựng nữa. Trời em ngưỡng mộ anh quá à. Vậy anh có thiết kế được cái gì chứ anh? Trời ơi, tôi đang vẽ cho người ta xây không à. Trời ơi, anh bạn vẽ bản vẽ luôn á. Dạ, anh vẽ gì vậy anh? Cái cầu rồi đó. À, em hiểu rồi. Vậy là anh thiết kế mấy cầu cho người ta xây á phố Ma. Đúng rồi, tôi là tôi. Tôi là cũng như là nói về cái gì, trưởng, là trưởng. Kiến trúc sư trưởng. Trúc xanh. Con nhận cái tên ngộ quá ha. Nói chung là vẽ cầu rồi. À, dạ. Quên. Dạ. À, sẵn đây tôi hỏi cô là cô có giờ ngặt chất người miền Tây phải không? Dạ, miền Tây. À, cô có về miền Tây thường không? Dạ, thường. Thường phải không? Dạ. Chắc biết cái cầu lớn nhất miền Tây là cầu gì phải không? Dạ biết, cầu Bắc Mỹ Thuận. Biết ai xây không? Anh xây hả? Ông người Úc xây. Hả? Trời đất ơi, người Úc xây thôi anh nói với tôi chứ. Tôi đứng tôi coi, tôi thấy. À, nói chơi là với cô là tôi cũng đang chuẩn bị làm những cái công trình nhỏ. À, công trình nhỏ hơn. Là đang làm sạch và đẹp. À, tôi làm một cái công trình hiện nay là như cái kinh mà nhiêu lọc nước đen đó. Dạ dạ biết. À, tôi đang mà làm cái hệ thống đẩy nước đen đi hết, tôi cho nước trắng tràn vô. Trời ơi, anh làm cái công trình đó nè anh. Chờ kinh phí, chờ lâu quá. Em ngưỡng mộ anh quá. Vậy ngoài cái công trình đó ra anh có làm công trình nào nữa không? Đang chuẩn bị ngày mai xây 10 cây. Trời ơi, ngày mai xây 10 cây cầu. Trời ơi, em lại ngưỡng mộ anh nữa rồi. 10 cây phải giao ngày mốt. Trời ơi. Xây trong một ngày một vậy phải ha. Phải giao liền. Trời ơi sao anh giỏi quá, nhà này toàn là người giỏi không à. Anh mà cầu gì vậy anh? Cầu khỉ á. Chứ cầu phi băng sao xây. Mà đến đây là hỏi thăm bác sĩ hay là hỏi thăm tôi vậy? Mà hỏi thăm cái gì chất quốc vậy? Dạ nói chung là hỏi thăm bác sĩ nhưng mà thấy anh cũng vui tính nên không cũng... tôi không có rảnh đâu, để tiếp chuyện bây giờ muốn gặp bác sĩ phải không? Dạ em gặp bác sĩ. À chờ chút xíu. Dạ. Coi ông mổ xong chưa? Dạ. Mổ sáng giờ mà chưa xong. Bác sĩ ơi mổ xong chưa bác sĩ? Rồi xong rồi. À có khách hàng tới. À, vậy hả? Tiền vô. Ừ. Tết đến rồi. Nhờ 5 năm nghe. Biết rồi. Nhưng mà 5 năm. Kiếm tiền ăn Tết cho. Anh. Em. Em mới tới hả? Dạ em mới tới. Chào em. Dạ chào anh. Chúc mừng năm mới. Dạ. Happy birthday. Dạ. Bonjour mademoiselle. Trời ơi sao hơi mắm nêm quá vậy? Dạ tại vì em ăn bún riêu ngồi đằng trước á. Ờ vậy hả? Dạ. Ồ quên, em ngồi chơi. Dạ trời ơi nãy giờ mới được ngồi á, mỏi muốn chết vậy. Dạ. Nãy giờ chờ anh có lâu không? Lâu lắm à. Xin lỗi em nha, tại vì anh bận mổ trọng á. Ủa vậy hả? Rồi. Anh mổ gì ở trọng vậy? Mấy con thằng lằn. Hả? Thằng lằn mà cũng mổ nữa. Mổ chứ. Dạ. Tại anh chuyên khoa về mổ mà. À. Anh học là học về mổ xẻ. Dạ. Thành ra anh mổ hết trơn á trời. Dạ. Chuyên khoa về mổ mà. Hồi sáng nghe nói như là em bị nhức răng phải không? Nhức răng ở trời nhà. Tội nghiệp em quá. Thôi được rồi, bây giờ em vô phòng mổ nha. Dạ. Anh mổ con mắt em nha. Tự nhiên ta nhức răng mổ mắt là sao? Không có. Ý anh muốn nói là vậy là em sợ mổ nó đau đớn phải không? Dạ đau lắm. Vậy thôi bây giờ em chăm cứu đi. Trời ơi, anh biết chăm cứu nữa. Trời ơi, anh chăm giỏi lắm à. Trời ơi, em ngưỡng mộ nữa rồi. Ở đây anh chăm đem ra bệnh viện Chợ Rẫy người ta cứu hoài à. Dạ, trời. Sao đem ra bệnh viện Chợ Rẫy cứu anh? Mười mấy thằng nằm ngoài đó cấp cứu chưa có về nhà đó. Ôi trời hả? Nó giỡn chơi cho em vui vậy, không khí Tết vậy thôi. Dạ. Quên nữa, anh định bàn với em là anh định ký hợp đồng với ba làm ăn, em thấy sao? Ủa cái này đâu được anh. Tại vì cái nghề của anh với ba em không có liên quan tới nhau. Em nói vậy sao được? Ba em là cái gì? Chủ trại hôm. Còn anh là cái gì? Bác sĩ mổ. Đó, quan trọng cái chỗ đó là anh đây anh mổ chết. Dạ. Cái thảy qua đây cái ba em bán hồn. Dạ. Ây. Anh quốc chừng 10 thằng thôi. Ba em bắn kìa. Thôi nha, cái giỡn nữa là giận bỏ về. Đó, người ta chọc gì chơi thôi mà cũng giận nữa không biết nữa. Thôi mà giận gì không biết nữa. Quên.
Nãy giờ nói chuyện với em á, dạ, anh quên kêu thằng con nuôi anh ra chào em. Ủa có con nuôi nữa hả anh? Con nuôi, nhớ nha, con nuôi chứ không phải con ruột đâu đó. À vậy hả? Dạ. Ngồi chơi nha, ngồi chơi nha. Dạ cảm ơn anh. Tuấn ơi, Tuấn. Dạ. Lẹ đi mày làm gì ở trong vậy, lẹ đi. Lẹ. Con nó ra đây. Dạ. Con nó ra. À, dễ thương. Ủa? Ha. Trời ơi, con nuôi anh đó hả? Mày ăn cái gì đó? Khoan kêu con hả? Lại khoanh tay thương má mới tới đi con. Qua đây con. Trời ơi con anh nó dễ thương quá à. Trời ơi lớn như vậy. Em ngồi đi. Em đừng con chút. Em ngồi đi. Con nhiêu tuổi cho em hỏi chuyện con chút. Nhiêu tuổi con? Con nhiêu rồi ba? Con 12 tuổi. 12. Con 12 tuổi. Này 13. Trời ơi tốt này 13 mà sao con già quá vậy con? Ông đè con, ông chích hoài à. Trời ơi, chích riết mà con già vậy hả? Ông thí nghiệm con á. Trời ơi, anh thí nghiệm chi cần nghiệp nhỏ vậy anh? Số là vậy nè. Tại anh nghiên cứu nhiều cái công trình quá đó. Dạ. Y học mà không có người. Dạ. Cái cứ sẵn anh nuôi nó trong nhà là anh đè nó xuống anh chích. À, giật thí nghiệm, giật thí nghiệm. Trời ơi, nó háp vậy đó. Chứ mới 12 tuổi hả? Riết mà nhỏ háp vậy luôn à. Rồi sao, lại chào má đó nè. Đây, bưng bên đây má cầm cho, để đây. Chào má các coi. Em ngồi đi em ơi. Nghe tao nói tao kỹ sư mà. Tao đã làm con kỳ mày. Tao nói sao mày làm vậy đi rồi 5 năm kiếm tiền ăn Tết chơi. Con lại chào đây, con đi, anh nó dễ thương đi. Quá. Lại chào má cái coi lại đây nè má thương. Chào má cái chúc má cho tiền ăn bánh ha. Chào má. À giỏi. Ừ má mới qua. Dạ. Má ôm con vào lòng đi. Cái này tao đâu có biểu mày đâu. Không không anh. Ôm con chút nó dễ thương quá. Không được đâu em, không được đâu mà, không được đâu mà. Trời cái vũ đó không được đâu mà. Nó chào em được rồi. Chào thôi, chào thôi. Chào má mới qua. À giỏi. Đó, rồi biết chưa? Má mày tới đây làm gì biết không? Xin tiền. Còn tiền má đi ăn sáng. Mày chết mày bây giờ. Mỗi sáng tao cho mày tới là 100-200 ngàn để mày ăn sáng, bây giờ mày hỏi tiền má mày là cái gì? Sáng về đâu có ăn đâu. Bởi hết ui ui. Thôi bây giờ vậy đi. Con á con ơi. Con vô con lấy tiền á, mua nước về cho má con uống nha. Dạ, giỏi đi con, giỏi bà thương. Vô lấy tiền hả ba? Giỏi con. Con lôi lấy tiền nha má. Lấy tiền đi con. Má đẹp quá à. Má đẹp, cảm ơn con. Ai cũng nói vậy á. Má tao đẹp quá. Tiền đi. Tiền để đâu ba? Trời đất ơi, mày ở với tao mười mấy năm rồi mày hỏi tiền để đâu? Thì tiền để trong tủ lạnh chứ đâu. Vô mở tủ lạnh ra, lấy tiền lẻ tao đó. Tiền nhưng lẻ, mà nè, tiền gì vậy? Nhớ, tiền lẻ tao để trên ngăn đá nha, chứ tao không để lung tung. Lấy nhiêu? Lấy 300 đô tiền lẻ mua trà đá cho má mày uống. Hỏi má mày cái gì đó, mua cho má mày uống đi, đi đi. Lấy 300 đô hả? À? Ừ, đi đi. Mở ngăn đá hả? À? Ừ, đi đi. Đứng lễ nhễ quá. Chờ một chút đi. Chờ lấy tiền con? Nha, tiền đô. Bỏ ngăn đá. Tiền đô mà bỏ ngăn đá, tôi có bộ chờ 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 nó đá nó tan rồi mấy tiền lấy được. Thôi chờ đi, đá tan mà lâu lắm. Mua nước tôi mà làm chi biểu con lấy tiền đô anh này nè. Hồi nãy con vô lấy tiền má ơi. Thôi nè, cầm tiền đi mua nước về mấy má con mình uống ha. Nè, má đưa tiền đó nghe. Má đưa đi. Nha. Con không muốn à. Cái này của con nghe. Con đi mua nước. Má uống nước gì? À, nước suối đi con. Suối ba ơi. 5 ngàn à. Cái chú hôm nay tới 7 lần. Trời ơi. Ba đưa con 2 ngàn nó đi ba. Để con vô trong ngăn đá con lấy à. Thôi có tiền ba không gửi ngân hàng mà ba để ngăn đá không vậy? Ba thì có tờ 1000 đô rồi không? Tờ 100 đô rồi không biết sao xài đấy, không biết nữa. Móc gì lâu vậy? Ba nãy tiền lâu quá à. Nãy trả tiền xích đô 2000 đô mà bỏ đâu rồi ta? Thôi đây được rồi nè, cầm đi. Mua rồi còn nhiêu cho con luôn. Nhiêu vậy? 50. Đi đi. Này tờ 50 nè ba. 50. Nói giờ con đâu thấy tờ này đâu. Ba cho con này không à. Con này 50 nè. Con. Nè, cầm đi mua đi, đưa 5000 lại cho má. Mày mua nhiêu dư cho con luôn. Má cho luôn rồi. À. Cái này của riêng nha. Má cho riêng nha. Không có nằm trong cái vụ kia nghe. Con đi mua nước nha má. Rồi đi đi con. Ba ơi. Gì? Hồi sáng cái bà kia ba lại ba đòi tiền á. Đi trời ơi.
Ủa, gì vậy anh? Không có, bà kia bà qua bà hỏi bà mượn tiền anh. À vậy hả? Xin á, anh là giàu có tiền như biết làm gì có giúp đỡ mấy người nghèo. Nó nói tầm bậy bạ em nghe không rõ. Dạ, ủa anh, mà hồi nãy em mới gặp nó đó, em nghe nó nói nó làm kỹ sư mà phải không? Thiết kế 3-4 cái cầu gì á. Đâu ngày thiết kế 10 cầu á. Không anh. Dạ. Tại vì nó bị thần kinh á. Anh đè chích riết rồi cái nó nói tầm bậy tầm bạ. Thần kinh không ổn định. Dạ. Vậy đó. Trời ơi, đi trời nó về rồi. Nó về rồi kìa. Nước rồi. Có nước suối rồi. Dạ. Mua cho má nước suối. Cảm ơn má. Uống đi. Vô đi con, con vô nghe. Vô đi con. Vô đi con, vô. Cái thằng nó khùng hết biết luôn. Dạ, nó vui ghê. Con mua nước về rồi nè em. Dạ. Mời em dùng nước. Dạ, cảm ơn anh. Tự nhiên đi ha. Dạ, mời anh. Cảm ơn em. Ủa, đâu có đâu. Cái này con mua nước về cho em chứ phải cho anh đâu. Dạ. Mời em dùng nước. Dạ, cảm ơn anh. Đừng khách sáo. Dạ, mời anh. Cảm ơn em. quên ủa sao em uống em cứ mời anh hoài vậy? Giận rồi không uống nữa đâu. Giận rồi không uống nữa đâu. Vậy anh chơi luôn. Anh hả? Kỳ quá à. Sao mà anh kêu qua đây làm gì nhớ không? Anh hứa là Tết qua làm gì anh nhớ không? Tôi nhớ rồi. Anh hứa là em qua đây là anh hát cho anh nghe cái bài anh mới sáng tác đó phải không? Dạ đúng rồi. Ủa cái bài gì quên rồi ta? Bài anh nói là bài Tiếng Khóc Chào Đời á. Đúng rồi. Dạ. Tiếng Khóc Chào Đời. Nhưng mà anh nói em nghe nè. Dạ. Anh ca thì cái giọng anh rất hay. Dạ. Nhưng mà cái miệng anh á nhép nhép xấu lắm. Anh nói dạ. Thôi bây giờ em đừng có nhìn cái miệng anh. Em quay xấu. Chỗ khác thôi ha. Rồi. Chỉ nghe thưởng thức giọng ca thôi được rồi. Dạ. Có nghĩa là em đừng có nhìn anh phải không? Anh mắc cỡ phải không? Tại có em cái tự nhiên anh bị khóc khóc. Thôi mà giờ hát đi anh. Thôi được rồi. Nhưng dạ. Mà em nhớ nha, anh hát là em quay bên kia nha. Rồi yên tâm, em chỉ nghe giọng hát của anh thôi, em ngưỡng mộ giọng hát anh mà. Rồi. Mời em xoay bên kia. Dạ. Chuẩn bị nha bà con. Rồi. 5 năm chia đều nha. Biết. Rồi nha. Rồi. Rồi. Bắt đầu Tiếng Khóc Chờ Đợi vô luôn. 1, 2, vô. Anh. Trời. Anh. Anh làm gì vậy? Anh khóc quá hả? Anh khóc. Trời ơi. Mèo nữa. Trời ơi, con nó chỉ khóc bạo tàn vậy? Hay không? Hay. Nãy giờ anh khóc á. Ngao. Ngao. Lại mày mà trời ơi. Hả? Thôi em không chịu đâu. Nhạc gì đâu mà nghe khóc á. Tiếng này lớn rồi tiếng con nít nữa. Thôi em không chịu đâu. Anh hát gì kỳ quá vậy? Ủa vậy chứ nãy anh giới thiệu bài gì? Thì bài Tiếng Khóc Chào Đời. Thì đó đâu có lời đâu. Chỉ có tiếng nít nó khóc que que. Này nít quỷ mà. Nó muốn khóc khóc, nó muốn nín nín à. Ủa vậy quá. Quẻ cái ông con nội mày. Thôi em không chịu nghe này nữa đâu. Bây giờ anh hát nhạc có lời đàng hoàng á. Em thích nhạc có lời. Dạ. Vậy thôi bây giờ anh hát nhạc top ten cho em nghe nha. Em thích nhạc top ten lắm à. Rồi vậy ha. Mời dạ. Em xoay bên kia. Rồi. Chuẩn bị nha bà con. Đâu? Mày khóc nữa là chết tao liền á. Cái gì vậy? Khóc đi anh... là đổi nhịp lại là 6-4 à. Tao 6-14 nha. Anh nói cái bài nhạc của anh á. Bài nhạc. Tại bây giờ qua cái top 10 á là mình phải chia nhịp khác. Đúng rồi. Nhịp 6-4. Dạ. Anh 6 nó 4. Anh viết cái nốt nhạc á. Rồi. Chuẩn bị nha. 6-4 nè, chú ý vô nè. Bắt đầu. Top 10. 1 2 vô. Ngồi nhìn cái bóp. Rung rơi theo cội nguồn. Bóp rơi, bóp rơi. Trời. Em từ khi em đến yêu anh trong cuộc đời, nhớ chia tiền. Trời. Anh ơi, cái nhạc gì mà kỳ cục top ten gì mà có chia tiền ở trong nữa? Gì bóp bóp gì? Nhạc top ten á. Thì đúng rồi. Bài này Phương Thanh hát nè.
Phương Thanh. Ừ, bài trống máy á. À, trống thật gì? Trống vắng. Trời ơi, trống vắng, bên này trống vắng sửa lời rồi. Tại anh sửa lời, anh cải biên lại thử coi được không thôi, anh thử thôi, à, thử nghiệm thôi. À, vậy hả? Tại cái bài đó hay đó. Ừ, thôi, được không? Hay không? Hay không? Thôi em không chịu đâu, hát gì đâu mà có sửa lời của người ta không à. Bây giờ để em coi coi, anh hát cho em nghe giọng cổ hài đi. Số 1 luôn đó. Đúng không? Để kể anh nghe nè. Sao? Ở nhà em với mẹ em mê giọng cổ hài dữ lắm. Vậy hả? Trời ơi, mỗi tối về cái hai mẹ con mướn bằng đút vô coi rồi ngồi cười. Trời ơi, có nhiều tuồng hay lắm. Bằng... hay gì đó. Nó khùng rồi. Dính nhầm con khùng rồi. Hên, năm nay mày hên lắm. Em ơi. Em đừng có cắn anh nha. Cắn là chạy nọc là chết liền á. Chứ bình thường em tùy mày, anh nít nam dịu dàng lắm. Ờ vậy hả? Dạ. Bây giờ em thích giọng cổ hài phải không? Dạ. Rồi anh hát cho em nghe ha. Rồi hát cho em nghe đi anh. Mời em say bên kia. Rồi. Giọng cổ hài vô luôn nha bà con. Nó khăn tiếng quá mày ơi. Không, anh khăn tiếng, anh khăn tiếng. Nó ráng ráng nha anh, dạ. Em thích giọng cổ lắm. À, phá tao ha, được rồi. Giọng cổ thì lấy nhịp khác nha ông nội ơi. Giọng cổ là 73 đó. Ba nha, không không. Tao tội mày phá 13 thôi nha. 5 năm mày ơi. Thôi, mời mày. Bắt đầu hát. Dạ. Tại vì giọng cổ phải nhịp trẻ em. Dạ. Trẻ 73 mới hát được. Rồi, giọng cổ bắt đầu nghe chưa? 1 2 vô. Ghe chiếu Cà Mau cắm sào trên bờ kinh ngã ba. Hay quá. Anh hát giọng cổ ngon. Sao con nhỏ mặt cao cam không thấy đưa tiền. Gì kỳ vậy? Tiền tiền ta tiền 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 tiền. Ở trong nhà thì đồ ai nấy mặc, sao mày lại mặc áo của tao à? Áo quần anh nào mặc hay mua, chứ đâu phải áo chùa mày mặc hoài không cả. Trời ơi, trời ơi, không. Trời ơi, trời chết rồi, chết rồi. Uống miếng nước, đành uống miếng nước ráng tiếp cho nghe nha. Từ từ hát không có gì đâu. Không, tại anh bị khăn tiếng nè. À vậy hả? Rồi bị vô động nhập á. Dạ, tôi cứ uống nước rồi hát tiếp anh. Chứ mỗi hôm anh hát hay lắm. Vậy hả? Để anh uống nước xong anh hát tiếp cho em nghe nha. Dạ. Chỗ này hay lắm á. Dạ. Hơi dài quá. Chim xa rừng con thương cây nhớ cội, người xa người thì tội lắm người ơi. Chim ơi chim, chim đa đa con 33. Hả? 33 chim đa đa. Trời, qua lô tô luôn rồi. Anh hô lô tô nữa. Lô tô, lô tô hả? Trời, cái bài này là qua lô tô luôn. Ủa vậy hả? Hay không em? Hay. Thà rằng không rồi mỗi đưa mỗi nơi thêm buồn. Hai bằng đằng 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 đằng. Ủa? Sao vậy? Sao hứng vậy? Trời, nghệ sĩ mà hứng mà. Ủa muốn hát, hát là bút. Tao đẹp. Tao đang ngồi này tôi kiếm cách mày bị chột vậy. Ủa, làm sao hát được quỷ. Anh, có tay giống phong xù quá vậy? Tao có xù đâu, thấy gì cái thổi cái thẳng liền nè. Trời ơi. Đích đi. Thôi vậy đó. Đờn hoài vậy? Thôi vậy đó, nghệ sĩ mà hứng mà muốn hát hát muốn đờn đờn. Đờn lại nghe nè. Tù tí 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 tù tí. Thôi được rồi, thôi bây giờ hát chơi nghe bản chót đi nha. Rồi em về, tại vì em còn phải đi thăm nhà bà con nữa. Thôi mệt quá, thôi nghỉ được không em? Tao đuối rồi nghe mày. Hát bản chót đi, không có gì biết nữa à. Hát cho em nghe. Đúng rồi, Hồ Quảng có điều bộ á. Điều bộ được không? Nghe bài chót đi mà. Chưa học. Điều bộ được không? Làm đại đi. Không ai, không ai, không
ai chơi. Dạ. Bây giờ em thích Thù Quảng phải không? Dạ. Nhưng mà bài này bài chót nha. Dạ bài chót. Vậy ha, vậy mời em xoay bên kia. Dạ. Được không? Thù Quảng được chắc phải không? Làm đại đi. Rồi, tao chịu thua mày rồi đó. Hát đi anh. Ôn bài. À, ôn bài. Rồi. Dạ, ôn lâu quá. 5 năm đi, tao chịu thua mày rồi. Bài chót cuối cùng nè. Thù Quảng vô luôn. 1, 2, vô. Thằng tham 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 nàng ở đâu rồi sao không tiếp nghinh để tao đứng hoài mỗi chân thành 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 như ta đây là sở khanh chi bảo á thành 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 ơi con tiện gì bắt cái đầm màu cam á đưa tiền mau đưa đây nếu không tao bóp cổ bây à bây giờ à còn đưa mà chậm quá tao đá cho học máu à hát nữa anh ơi trời ơi kỳ quá à đồ con quỷ cai con tiền đây ta nghe chửi tiền tiền này tiền tiền nọ quỷ cái này quỷ cái nọ là sao đến nhất mà bị chửi rồi à không có đâu à, anh nói em nghe nè tại vì anh hát theo bài bản á bài bản ghi chép sao anh hát vậy à, anh đâu có chửi em đâu không ám chỉ em không có chửi à nha ô thiệt mà nói nghe nè nãy giờ quên nữa sao? Bây giờ em phải về em chở mẹ đi công chuyện nãy em hẹn với mẹ em rồi thôi giờ em về nghe 5 giờ chiều qua lại vậy 5 giờ em qua ha dạ em qua chứ em không có nghe hát nữa đâu nha thôi đừng hát nữa dạ đừng hát nữa nha hay là ở lại hát bài nữa thôi thành thành tao phải đợi nhịn cho nó về tao mệt lắm rồi sáng giờ tao chưa trời mày tao chưa có ăn mày biết tao chưa ăn mà mày bắt tao hát hả mày lép xin mày lép xin hay quá à mày biết tao khổ không tao mệt chứ những cái bài mày đưa ra là toàn bài tao không thuộc không à mày đứng ở trong mày hát không à ngoài này tao múa giỏi muốn chết tao luôn á mày phá vậy làm sao nhỏ đưa tiền mà vô 5 năm tao chia mày nữa chan 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 nhờ tao đờ quá mà đờ biết mà nó bỏ cái bóp đây luôn hình như này nó cố tình nè hả cố sao, tình sao cố tình nó để lại biết đâu nó để tiền. Để lại cho mày đó chỉ biết tiền sẵn rồi 4,000 đô mà chỗ này nó hiểu lắm nó hiểu giờ mấy người giờ biết năm nha năm năm quá trời mày nè cái gì mày nó đem tiền từ 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 tao nè chia cho đều đông năm thì tao chia cho đều không nhưng mà nó nói đem tiền đô đô thì từ từ trong ngăn khác còn cái ngăn này lẻ thì tính trước đi cha có điện thoại nữa tiền đó. Điện thoại này chiều nay là mà nè tao đứng tao bán rồi kéo còn mày lại công cộng mày gọi chờ chút chia tiền ta cái chết tiền chú cái gì cái thằng nhỏ nào giờ này mà cầm đi 50 á rồi bắt đầu nè tao nó tới tao 50 mày đá cái chém dựng tao kia cút nè 50 tao trả lại không mày thỏa thuận không tao khỏi à, nè 50 nãy của tao trả rồi luôn nè má má mày đến rồi kìa má không, mày mày cũng có phần chi mày má mày kia má cho mày luôn ủa bà nội mẹ nhà bị kiến cắn chết hả má mày nè ai đâu trời ơi thì nãy giờ ngồi đó cái
Sao ba? Cổ cổ nói hãy mà ba chịu thì trả lời cổ biết. Cổ sẵn sàng chờ ba đó. Chắc ăn không mà. Bảo đảm mà. Thông tin của con là chính xác lắm đó. Má thấy khả nghi lắm mà nghe. Đâu mày theo dõi coi tươi. Thì con theo dõi mấy ngày nay rồi, sắp có kết quả rồi. Thì mày nghe tiếp coi. Kể cho con mà. Mày làm cái gì mà đi theo ba hoài vậy? Theo nào, người ta dọn dẹp chứ bầu. Dọn dẹp. Nhìn cái mặt mày là thấy điệp viên rồi. Chứ không phải mày với bả có ý đồ thăm đen hả? Ông nói ai có ý đồ thăm đen? Chứ không phải hai cha con ông á. Đừng có thì thầm lén lút với nhau mấy bữa nay á. Má con tôi đâu có để ý đâu nè. Làm cái gì mà lén lút? Bàn công chuyện bí mật chứ bộ. Ê Tùng. Dạ. Tao là má mày đây nè hả? Cái chuyện gì bí mật mà mày không nói cho tao nghe được chứ? Trời ơi, cái chuyện đàn ông người ta mắc mơ về đến mấy người đàn bà mà xía vô. Con phản đối bà trọng nam khinh nữ. Xã hội văn minh á thì gái trai có đâu mà phân biệt. Cớ sao đàn bà phải thua thiệt? Ở nhà sao trước ngoài trong đều do con và má làm hết. Sao ba phân biệt rạch rồi? Tao biết rồi, ông làm điều sai quấy mà. Cho nên bây giờ ông mới tìm cách ổng giấu. Sợ e thiên hạ chê cười. Nói nặng cô khuyên bà nên cẩn thận. Trước nay tôi cam lòng im lặng là tại vì tôi nể vợ tôi thương con. Nhưng hôm nay thì mọi điều thay đổi. Tôi lấy lại quy tê chủ gia đình. Còn con là con trai trưởng, trên ba thì dưới con cái quản. Lo toan mọi chuyện gia đình. Ê cha, hai cha con ông ăn trúng thứ gì mà bữa nay nói năng nghe kỳ cục vậy? Hả? Cái nhà này hồi đó tới bây giờ có ai làm quyền làm thế khiếp gì ông đâu mà ông nói vậy? Ai? Bà không nói nhưng mà bà làm. Ủa, má có làm gì đâu bà nói má vậy đó. Hồi trước với giờ tao với anh hai mày á, suốt ngày nay lưng trên cánh đồng khô hạn bốn mùa. Sống đời nông dân quen cây cuốc cái cài trên vai. Cuộc đời tầm tôi không ai đưa đường dẫn lối. Nhưng từ bây giờ tôi nhất quyết tôi đổi đời tôi lên hương. Chờ chiều chờ trưa má con này cực khổ trăm bề. Quét nhà nấu cơm lo ngăn nắp áo quần bành bao. Việc nhà tôi mắc tại sao mấy người không nhắc mà chỉ kể toàn là công sức của mấy người mà. Bà nói con thấy cũng đúng mà má nói con thấy cũng đúng. Vậy thôi giờ để công bằng nha, con đề nghị có sự phân biệt hẳn hồi từ bây giờ đi. Anh hai là người cùng một nhà, tự dưng anh đòi chia rẽ là làm sao vậy? Tao không có đòi chia rẽ, mà ý của tao muốn là nói cho rằng sau này khỏi chối ruộng vườn kia tao với ba lo. Từ nay lên xuống ra sao tao cũng không cần xía vô cho rồi của ai nấy làm. Giao khoán rồi mai đổi đời, gia đình của mình lên hương. Chắc điên rồi nói điều nhảm nhí, ruộng vườn chia vốn đất ông cha. Nhà ta xưa vốn nông gia, cớ sao đổi đời đất đai cây cấy có chi để giàu. Lo cho gia đình cho ấm lòng, trong cơ hàng nhưng mà yên vui. Bởi vậy tao nó nói chuyện với đàn bà nó bực mình lắm. Thôi bàn với mấy bà không có được gì đâu mày ơi. Thôi mệt nè, lắm. Nè nghe. Tôi nói với ông á là không có làm cái điều gì bậy bạ phạm pháp hết trơn trọi, nghe chưa? Nghèo á thì chịu nghèo, chí tú là làm ăn mới có miếng ăn.
bày đặt chạy theo người ta đổi đời đổi đời. Có ngày đó nha, chết không kịp ngáp. Thôi thôi bà đừng có dạy khôn tôi mà. Tôi là đàn ông, nhưng trong gia đình là tôi phải có bản lĩnh cương vị làm chủ của tôi chứ. Chuyện cha con tôi làm không cần thiết phải bàn với má con của bà đâu. Cái đó là ý ba chứ không phải ý con à nghe. Cái thằng mắc dịch này, mày tính mày chạy làng hả mày? Nè, đi qua hẹn với con ấy giùm tao đi. Nói tao qua liền nghe. Dạ. Quá. Ba với anh hai không ăn cơm nhà hả? Dạ đi. Ba. Ba. Ăn cơm với gì hả? Cá hấp. Đi rau luộc. Nhà này để cho bà là không bao giờ ngóc đầu lên nổi. Cá hấp riết là tôi giống y như con cá hấp nè, thấy không? Ủa, sao trước giờ bà nói bà khoái cá hấp mà? Trước đây khác mày, bây giờ khác rồi. Mai này còn khác hơn rất nhiều nữa. Cuộc đời có lúc người ta cũng phải thay đổi cái mới cho nó có ý nghĩa chứ. Ăn cơm hoài cũng ngán phải đổi món chứ. Bà hiểu không? Ông nói gì mà tôi không hiểu gì hết trơn á. Bởi vì người ta thường nói cái câu là phía sau người đàn ông thành đạt luôn luôn có một người phụ nữ đắc lực. Tôi không thành đạt được là tại bà đó. Vậy? Gì tại tôi? Nói cho đã rồi bỏ đi đâu đó. Hẹn với một người phụ nữ của sự thành đạt. Ông Vinh. Ông Vinh Thông. Trời ơi, tôi hứa cái ông này. Trời ơi, bữa nay ông làm cái gì không biết nữa. Thay đổi, ăn cơm hoài ngán phải đổi món. Người phụ nữ thành đạt. Má, gì vậy? Làm hết hồn chứ à? Nguy rồi má ơi, ba có. Có gì? Ba mày có gì? Vợ bé. Vợ bé. Mơ mày rót cho má miếng nước coi tươi. Dạ. Tao nói thiệt là tức mà. Mới thấy cha tức thời đó là cha biến mất biệt à. Đúng là cái đồ lứa lẹo mà. Nước nè má. Má vô rửa mặt rồi má. Tao nói thiệt mà. Tao mà bắt được tại trận đó hả, là thằng chết chết cho tao rồi. Bởi con kêu má xông đại vô khách sạn đi, má không chịu. Mày vô duyên quá. Cái chỗ đó hai ba thằng cha bảo vệ à. Tự nhiên bữa tao xông đại vô đường nó chặn tao lại hả? Kỳ cục à. Ủa, chứ công tình theo dõi cái tầng này, bây giờ trất quá coi tức không? Thiệt tao không dè. Tao không dè thằng Tùng nó cũng theo phe ba mày, nó lừa gạt tao nữa chứ. Ý, ba với anh hai về kìa má. Có bộ hai người đang bàn chuyện gì sôi nổi lắm nghe. Còn gì má, núp vô đi, núp đi, núp đi, núp đi, vô lẹ. Kéo dạ thấy tao. Đi. Tao nhất định rồi. Tao nói hết hôm nay luôn. Chị kỹ đi ba ơi. Ba tính nói xong rồi ba đem nguyên cái hụi chết đó về thiệt luôn hả? Con sợ má không để ba yên đâu à. Là đàn ông đã làm thì phải có trách nhiệm. Không có gì phải sợ hết trơn. Nhà này tao là chủ.
cãi tao lãng quảng tao đuổi ra khỏi nhà luôn đó. Mình làm vậy con thấy cũng hơi quá đáng lắm rồi ba ơi. Không có cái gì phải sợ hết á. Cơ hội ngàn năm có một, tao làm tới luôn cho má mày biết tao. Nhưng nếu má không thông cảm thì gia đình mình sao? Coi như tan nát sao ba, thật là xót xa. Ba ơi bao ngày êm ấm giờ lấy sao đành. Dù sao bao tháng ngày nghĩa tình giờ lên gương đối thay. Thiệt thòi cho má con qua, xin đừng ba ơi lo chi, con cứ yên tâm nghĩa tình như xưa. Nhưng nay cuộc đời thay đổi thì ta đổi đời. Từ lâu tao nhúng nhường má mày mà im hơi xếp nghe. Bây giờ tao muốn thay thế những gì trước đây. Nhưng mà bên kia chưa có chắc ăn lắm đâu. Ba nói vậy hơi sớm quá không ba? Yên tâm đi, con yên tâm đi. Cô ấy hứa chắc với ba là sẽ chấp nhận chiều ý ba với mọi điều kiện mà. Chờ tới bao lâu người ta cũng chấp nhận chờ, con lo gì. Ba nghĩ kết quả cũng không còn bao lâu nữa đâu. Chính thật. Trời ơi, tôi không ngờ, tôi không ngờ con người ông tể bạc nó như vậy. Cái đồ tàn nhẫn khốn nạn mà. Mà cái này đồ thật bất hiếu. Tao về, tao không về mày cũng thua với ba mày. Mày làm cái chuyện, trời ơi, cái chuyện tại trời mày lừa gạt má. Mày lừa dối em mày á Tùng. Ba ơi, tình hình căng quá, chắc con giọt trước rồi ba. Anh đứng lại đó. Ba, con không ngờ mà đối xử với má và con như vậy. Ba ơi. Gì vậy, gì kỳ cục vậy? Làm gì à? Tự nhiên hai má con bà nhào lên vậy? Tôi làm cái gì phải giấu giếm má con bà chứ? Tôi đâu có sợ ai. Quyền của tôi mà, muốn làm cái gì tôi làm. Bà không có được xía vô nha. Trời, ba nói với má con như vậy sao ba? Ba ơi. Hai con đừng nói gì nữa hết. Chuyện này đối với má, má rất là đau lòng. Giống đời cô Lựu không? Anh Chín, nếu như Chín đã nói với em như vậy thì em cũng không còn gì để mà thách hỏi Chín nữa hết. Ba, sao tự nhiên má chuyển qua tình cảm quá vậy ba? Sao tao biết được? Bà làm tao cũng ớn, nhưng lỡ rồi, tới đâu hay tới đó con. Coi ba nè con. Bây giờ bà muốn gì? Anh Chín, em chỉ muốn lần cuối cùng trước mặt hai đứa con nè, anh Chín hãy nhắc lại cho tụi nó nghe những gì mà hồi đó anh Chín đã từng nói với em. Má, má đừng làm con sợ má ơi. Má chị sợ không, vậy má? Nhắc chuyện đó làm gì? Trời ơi, không lẽ tình nghĩa vợ chồng mấy chục năm em đối xử với anh như vậy mà chỉ có một chút yêu cầu nhỏ nhặt mà anh Chín cũng không làm được sao anh Chín? Trời ơi, ba má nói chuyện sao con nghe con nổi óc quá. Thôi ba ơi, chiều má một lần coi má tính sao, tính gì đi ba. Nói đi anh, nói đi anh, rồi em sẽ để cho anh tự ý. Anh muốn làm gì thì anh làm, em thề sẽ không bao giờ làm khó làm dễ anh một chút nào nữa. Nói đi anh. Bà hứa không? Vậy giờ tôi nói nè, hai đứa bay nghe thôi, không có được cười nha. Hồi đó tao nói mà bây giờ nghĩ lại tao còn thấy ưng. Thôi mà, bà cứ nói theo ý má giùm con cái đi. Hồi đó tôi nói với bà vậy nè. Em hai ơi, có phải em là mây theo làn gió em bay về đây? Có phải em là hoa ngát mưa nhìn em mà nghe sao xuyên? Nắng ấm xưa mang đêm, em chợt đến như một nàng tiên. Cho ta nghe từ xa vang, đời ta rồi bóng như mùa xuân.
người yêu ơi, người yêu ơi, tình ta cuồng say. Tình ta đang vì em, ta ngẩn ngơ ngày đêm. Người yêu ơi, người yêu ơi, yêu ơi cuồng say. Sao chuyện hồi đó của tao mà tụi bay cũng biết nữa hả? Sao lại không biết? Cứ mỗi lần á nhậu xỉn vô ông kể cho tụi nó nghe, nó không biết đâu được. Ủa, tôi kể cho tụi nó nghe có không tụi bay? Có sao không? Bà nói như vậy nè. Tuổi đôi mươi tôi là kẻ si tình, mê cô nàng 18 xinh xinh. Nhìn đâu tôi cũng thấy bóng hình, nghêu ngao một mình hát khúc tình si. Tuổi đôi mươi tôi bông hoa dài khờ, mê cô nàng 18 ngày thơ. Kêu tên em trong chiều một mình, mang trong lòng mối tình ngẩn ngơ. Tuổi thơ ngày xuân 18 nụ hồng, hé môi cười đời hoa mênh mông. Mùa thu vui mái tóc phiêu bồng, vai hạ gầy ấm áp mùa đông. Tuổi thơ ngày thêm dáng cao gầy, cho đường chiều tà áo em bay. Cho si mê anh chàng thở dài, theo em về ngỡ mình là mây. Vậy đó mà bây giờ ba lại nỡ làm cho má buồn khổ. Ba làm vậy coi sao được ba. Ba làm vậy cũng vì gia đình mình thôi. Sao má với em không hiểu mà thông cảm cho ba chứ? Hai đứa bay đừng cãi nhau nữa. Chòm sớm họ nghe được họ chê cười xấu hổ lắm. Còn cái nhà này nè, tôi cũng không có ở nữa đâu. Ông muốn làm gì đứa ông làm. Tươi theo má về bên ngoại đi con. À, trời ơi má đòi đi kìa. Ba nói gì với ba? Ba nói với má một lời đi ba. Ba giải thích chuyện làm của ba đi chứ. Tao đâu có làm gì bậy đâu mà phải giải thích với bà. Thôi, ông đã hết tình hết nghĩa rồi. Tôi đi. Ủa chị tính đi đâu vậy chị Chính? Trời ơi, đột nhập tận xảo quyệt của tôi. Cô Cô sao cô dám tới đây ạ? Sao không dám tới, sợ ai mà không dám tới. Anh Chính kêu tôi tới mà. Cô, không lẽ cô cũng tính... Tính toán gì trước sau gì chị cũng phải biết thôi. Lén lút hoài mệt ghê anh Chính nè. Không ngại nói cho chị biết đi ha. Làm vậy là có lợi cho gia đình chứ đâu có mất mát gì đâu mà chị cứ làm dữ hoài. Cô còn dám nói với tôi vậy hả? Cái gì? Sao không dám? Người ta đã cất công tới đây rồi, nói hơn nói thiệt cho bà nghe. Mà bà còn làm dữ với người ta nữa. Ui, anh đừng có nóng. Chị Chính chỉ giận như vậy á, một phần lỗi cũng cho em. Lẽ ra thì không nên che giấu để chị hồ nghi thêm làm chi. Đã giao phải còn trách nhiệm lo tròn đôi. Thì nay chúng ta một lời, đem điều thật nói ra. Tình thân chúng ta chan hòa, cho tròn vẹn trước sau. Cô đừng có nói cái điều diễn dông. Ở đây ai là quen thuộc hai bà con mà tôi đau buồn cũng bởi vì ba tôi nợ tâm dối lừa quên nghĩa tình bao năm. Xin má đừng đem lòng đắc quan, ba cũng vì gia đình lo toan chớ ba. Con làm cái giúp đỡ để cha già luôn nhung đời. Con nào có dối lừa ai, má đừng la mắng mà chi. Thân này gian khổ đã bao năm, nay trời mà dung đuổi. Làm nên là nên cỡ độ thì cớ sao không đổi đời. Lo làm gì cho già thêm, thà nhận lấy hết cho xong. Mình đã hứa phải cho em. Ôi còn chi ơn ai.
tôi từ đây đường ai đây bước tôi không thèm lo mà tôi ở ông đi luôn cánh mong phải chiều nhường. Gì kỳ vậy anh Chính? Sao anh nói tiền đó là do anh chọn quyền quyết định? À, thì tôi quyết định chứ sao cô? Ruộng này là của ông bà nội tụi nhỏ để lại cho tôi mà. Sao gia đình anh lu bu quá đi. Thôi dần dần nha, chừng nào mà người ta xuống trồng tiền đền bù giải tỏa thì trả dứt vốn lời Chính cho tôi nha. À, ông nói gì kỳ vậy? Tiền gì rồi giải tỏa giống gì? Ủa, ba, chuyện gì ba? Dạ má, chuyện... Dạ đây nè, má coi đi. Được, được, được con quyết định giải tỏa phóng đường ngang đất ruộng nhà mình. Trời ơi, chuyện tài trợ gì sao ông không cho tôi biết? Trời ơi, tôi là chủ gia đình, tôi giải quyết chứ nói bàn chi. Vậy chứ sao chuyện gia đình mình mà cô này cô cũng biết là làm sao á? Dạ, tại vì cô Út Hội nè, cho ba mượn tiền trả lời để sắm đồ đạc ở trong nhà đổi đời bằng với ông Mười á. Chừng nào người ta bồi thường á thì ba trả lại cho cô Út. Ủa, vậy chứ không phải ba với cái cô này là kiểu bằng... Cô này sao? Ở vậy mẹ con tụi bay thiệt là... Thiệt cái gì cũng biết nữa. Cô Út à, vậy ổng mượn tiền của cô hết bao nhiêu rồi vậy? 35 triệu luôn tiền lời. Đạo đất ơi! Trời ơi, biết người ta đền bù bao nhiêu mà ông mượn nợ chí dữ vậy nè, rồi ông làm sao ông trả nổi không? Đó, thấy không Tụ? Mà thấy tao nói đúng không? Cho bà hay là bà nhảy dựng lên liền rồi, thấy không? Cha Mười có mấy công đất mà đền bù gần cả tỷ, đất mình gần cả mẫu, tôi hỏi bà bù bao nhiêu nè? Má, thì ra ba danh hai nói nhà mình đổi đời là đổi gì đó má. Đó, vậy đó. Vợ chồng á, đồng cam cũng khổ bấy lâu, giờ mới có chút hơi tiền à, mà ông đối xử với tôi như vậy hả? Thôi được rồi, ông làm gì đó ông làm đi, ông muốn cho ai đó ông cho đi, tôi không thèm đâu. Bạc tỷ mà, tôi đâu dám rơi tới. Đi với má tôi. Dạ, xin hỏi đây có phải là nhà của ông Chính Thấm không ạ? Con nít, đi ra được. Xíu vô chuyện nha. Đi ra. Ba hả? Trời ơi hả? Ba là nhân viên nhà đất đó ba. Ủa vậy hả? Dạ đúng rồi. Ba dòm sao vậy ba? Trời ơi đúng rồi. Trời ơi thấy cái tướng tôi con nít ở nhà cái mặt già quá trời ơi. Dạ tôi Chính Thắm. Dạ tôi đây có chuyện gì vậy không chú? Dạ thưa ông, tôi là nhân viên của công ty, đến đây để liên hệ chuyện đền bù giải tỏa đất. Trời ơi. Cái mặt anh đẹp của chú tôi hôn anh liền. Trời ơi, tôi trong cái vụ này dữ lắm rồi. Bây giờ mới thấy sao rồi. Đất của tôi gần một mẫu, rộng hơn của anh cha Mười. Chắc là anh Chính, từ từ thôi. Anh mời người ta vô đây ngủ nước cái đã, rồi từ từ làm việc. Dạ con mời chú vô đây uống nước. Cảm ơn gia đình, nhưng tôi đến chỉ liên hệ, mời đại diện gia đình lên công ty làm việc rồi đi ngay thôi à. Ủa vậy chứ không phải chú xuống trồng tiền tại nhà hả chú? Hả? Ủa sao kỳ vậy anh? Hôm bữa bên nhà ông Mười á, người ta đem tiền ta trồng tận nhà luôn mà sao bên này không được anh? Mấy người không biết gì trơn á. Nè, thằng cha Mười á, đất ít hơn, tiền đâu có tới 1 tỷ, người ta giao tận nhà là phải rồi. Còn đất nhà anh nó trị giá cả tỷ bạc, ai mà ôm đi ngần ngờ ngoài đường cho anh vậy ha? Phải lên công ty ký giấy rồi mới qua ngân hàng lãnh. Đó, bà thấy chưa? Bà còn nói tôi làm bậy nữa không? Là tỷ phú rồi có ai phải ai quấy không? Ai muốn ở thì ở, ai muốn đi thì đi, tôi không ép. Tùng, mày chạy qua nhà ông Mười hợp đồng chiếc xe 15 chỗ mới nhất của ông, đồng mình đi với chú em đây lên lãnh tiền, thấy không? Dạ. Dạ thưa ông, nhưng tôi nghĩ... Quên, nè hiểu rồi nè, bồi dưỡng 200 uống cà phê nha. Anh Chính nè, 200 này nữa là 35 triệu 200 nghe Chính ghi vô này nha. Chuyện nhỏ mà, cô lớn gì cô ơi. Thưa ông, cái chuyện này... Cầm đi, trời ơi, ngại gì cái này tiền mà. Không, ý tôi muốn nói là... Đừng có lo, tôi hiểu.
biết chính xác số tiền rồi cái tôi thêm. Ông sao kỳ quá, cứ để chú này nói cái làm gì hết trận đầu tới trận đuôi à. Chú em à, chú em làm ơn của tôi biết rõ chuyện này chút được không chú em? Dạ tôi nghĩ chắc là gia đình có sự hiểu lầm. Ủa? Hiểu lầm là sao anh? Ủa không có giải tỏa hả? Giải tỏa thì có, nhưng nhưng cái gì có là được rồi, nhưng nghĩ gì nữa. Bà với tôi cứ làm rối không à. Bởi vậy là không có cho bà với nó xía vô chuyện ngoại quá. Đánh tiền bạc tỷ hỏi đoan hỏi ren hoài bực mình. Dạ thưa ông bà, công ty của chúng tôi có nhu cầu sử dụng một phần đất của gia đình và chịu trách nhiệm đền bù thỏa đáng căn cứ theo diện tích đất sử dụng và số tiền đã thống nhất với các hộ khác, thì gia đình của ông chỉ bị giải tỏa lấn vào đất ruộng 1 mét theo mặt tiền. Giải tỏa 1 mét? Sao tự nhiên trong mặt quá chú ơi, vậy là được bao nhiêu tiền? Dạ, chú theo như tính toán tất cả các chi phí hết đó, thì số tiền của gia đình được nhận là khoảng 20 triệu. 20 triệu? Trời ơi, như vậy là sao anh chết? Và đây là thư mời, xin gia đình ngày mai cử người đại diện lên công ty làm việc. Dạ xin chào. Tôi chết đứng như Từ Hải rồi. 20 triệu. Ba. Trời đất ơi, ba xỉu. Mắt ba mày xỉu rồi kìa. Ông ơi, ông tỉnh lại đi ông. Ba. Mắc nợ ông tận từ từ tôi làm tôi trả cho ông, đừng bỏ má con được tôi ông ơi. Ba tỉnh lại đi ba. Ba chuyện gì từ từ tỉnh đi ba ơi, ba đừng làm tụi con sợ ba. Ba ơi tôi xấu hổ với má con bà quá ba ơi. Trời ơi tiền của tôi tính sao đây trời. Cô Út ơi. À, cô chờ đi rồi ngày mai lãnh tiền xong tôi chạy thêm tôi trả nợ cho cô. Cảm nha cô Út. Thôi vậy cũng được đi. Nhưng mà trễ là tôi chồng thêm lời đó ngang, bực mình quá. Bà đặt làm sang đổi đời nó làm ruộng đấy. Ủa ba, ủa sao ba lấy mền ba trùm lại chi ba? Ba bộ ba lạnh lắm hả ba? Ba có sốt không ba? Sao ba run dữ vậy ba? Ông ơi ông, chuyện nó dĩ lỡ rồi. Thôi thì đất mình ruộng mình, còn của mình lo mình cày cấy, mình kiếm ăn mình trả nợ. Ông đừng nghĩ quẩn nghe ông. Ba không bỏ tôi sao ba? Giận thì nói vậy, chứ vợ chồng bao nhiêu năm chung sống với nhau, không lẽ nói bỏ là bỏ hay sao? Chứ lại mình cũng già cả rồi, tôi bỏ ông rồi tôi ở với ai đây? Tôi xấu hổ quá. Thôi từ nay là tan cái giấc mộng đổi đời rồi. Phải đổi đời chứ tan sao được ông. Ủa làm sao má? Má, không lẽ má định? Má định là má với ba con từ nay ra phải ráng làm thêm để kiếm tiền cho tụi con học thêm chữ thêm nghề. Có như vậy thì sau này tụi con mới thật sự đổi đời. Chứ còn tiền của cho tụi con thiệt nhiều mà không lo tương lai cho tụi con á, thì không phải đổi đời đâu mà là tiêu đời đó nha em con. Bà nói đúng quá. Từ nay tôi hứa sẽ chí thú phụ với bà làm ăn để mà lo cho hai đứa tụi nó. Lo phụ bà dạy dỗ cho tụi nó nên người, như vậy mới thật sự là đổi đời, phải không bà? Bèn ơi, ông nghĩ được vậy là tôi mừng lắm á. Thôi lo dọn cơm cho ba bị ăn đi tươi. Dạ. Ăn cơm gì vậy má? Hỏi biết rồi, cá hấp với rau luộc. Ủa, ba thích món đó chứ bộ. Ba thích tất cả món gì mà má tụi con nấu chứ bộ. Phải vậy không mình? Quỷ ông á nè. Trời ơi, quá ngô bà.